Trung tâm Miu xin chào anh em nhá. Hôm nay Miu lại về rất nhiều hàng, đặc biệt là những cặp loa của hãng JBL mã số JZX115 anh em nhá. Những đôi loa này thì anh em biết rồi, cửa tiền chỉ nhích chục triệu thôi, nhưng anh em sẽ sở hữu được những cặp loa Mỹ chơi với chất tiếng ngọt ngào, chi tiết sạch sẽ anh em nhá. Đối với những cặp loa JZX115 này thì hôm nay Miu về số lượng là 5 đôi, có cả Made in USA và Made in Mexico. Và chất tiếng giữa Made in Mexico và USA thì cơ bản như nhau anh em nhá. Nên anh em cũng không quá quan trọng là sản xuất ở Made in USA hay là Mexico. Thì ngày hôm nay thì Miu cũng trưng bày tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý anh em 5 cặp ra. Vừa thông báo về hàng, về thiết kế nội thất và báo giá tốt để anh em nào đầu tư mua thì liên hệ nhá. 5 cặp ngày nay về đây anh em nhá. Một cặp bên Miu đã tháo tung ra rồi để quay nội thất. Còn những cặp này thì Miu quay sơ lược là lô loa này hàng còn rất mới anh em nhá. Loa JZX115 thì công suất của nó từ 250W đến 500W. Loa sở hữu loa bát 40 và một chép kèn. Rất đẹp anh em nhá. Nói chung là loa đẹp tuyển anh em nhá. Tất cả sơn nhựa nguyên bản, tem mát như mới luôn. Đặc biệt hệ thống bát tép zin côn cho anh em đầu tư phân tần nguyên bản. Nói chung là hàng đẹp nha anh em nhá. Và với giá thành của trung tâm Miu thì luôn cạnh tranh mọi đối thủ, bao hàng tuyển chọn. Số lượng bán những cặp này vừa tiền nên là bán rất nhanh. Nên số lượng có 5 đôi nhưng có thể là bán 1-2 ngày đã hết rồi. Anh em nào nhu cầu đặt hàng liên hệ Hiền Miu. Miu sẽ bán cho anh em đôi nào, sẽ quay chi tiết cho anh em đôi đấy và thiết kế nội thất của nó nha. Ví dụ như cặp loa này, cặp loa này là sản xuất Made in Mexico, và em quay cho anh em để nhận dạng được hàng xịn và hàng không xịn như nào anh em nhá. Đây là cặp JZX115 hàng xịn. Anh em nhìn, đầu tiên cũng có cái dạng của bát Việt Nam, thì nó không có thiết kế từ 7 màu này. Đây từ thép 7 màu anh em nhá. 7 màu à. Ok. Tem mác của đôi này là mã số bát của nó là M1158A, loa bát trở kháng 8 ohm, sản xuất Made in Mexico. Tất cả hàng nguyên bản. Đây giá cắm với phân tần. Màng của đời loa này thì nó sẽ là màng giấy. Và côn nhện đây, nhện vàng bã trầu. Tất cả hàng nguyên bản anh em nhá. Đấy, màng rất mới luôn. Nói chung là hàng bao đẹp cho anh em đầu tư. Dính dính, nam châm dính vào nhau. Okay. Về tép của nó đây, tép cũng rất mới. Tép của nó ra sản cũng Made in Mexico 2412H-1 Made in Mexico. Tất cả hàng bên em yêu đã kiểm tra côn zin và dán tem bảo hành đây. Anh em nào không thích tháo kiểm tra, sai lỗi bên em yêu chịu trách nhiệm bảo hành. Một đôi của nó sẽ có mã số giống nhau, ba thế. Made in Mexico xịn sò. Và phân tần của con này thì rất là hay, mặc dù rất nhỏ nhưng mà tiếng cực kỳ chi tiết anh em nhé. Đôi loa này nếu mà thay thế một con phân tần Trung Quốc đây thì sẽ hỏng đôi loa này ngay. Thì cái phân tần của hàng JB này nó khác anh em nhé. Nó sẽ có mã số này, hàng xịn này, JZX115. Đấy, phân tần xịn này anh em nhé. Dưới này nó sẽ có một cái lớp bóng thôi, nhưng mình phải tháo 6 nóc ra. Bóng của nó phải bóng zin, tiếng nó mới chuẩn, mới hay anh em nhá. Và thùng thành của nó bông tươm,
Ê, gỗ, gỗ nó thường mũi dòng này gỗ rất thơm. Gỗ nó là gỗ ép giấy nặn nhiều lớp nên là dòng này không chịu nước anh em nhá. Thì anh em lưu ý sử dụng dòng này thì là không để ngoài mưa gió vì nó là thùng nỉ anh em nhá. Okay. Thì ngày hôm nay thì bây giờ sơ lược giới thiệu vậy để em nào nhu cầu đầu tư mua một cặp loa GZX 115 thì liên hệ em. Con này là có cả hậu cắm này, tất cả hậu nguyên bản luôn này. Có nghĩa là anh em đặt cọc, chân cọc cũng được, hoặc là đặt kệ cũng cực kỳ vừa vặn xinh xắn. Kích thước của nó thì không quá rộng anh em nhá. Chiều rộng của nó rơi vào khoảng 45-47, chiều cao khoảng 70 anh em nhá. Đấy, chiều sâu 40. Đấy. Thế anh em chơi những đôi loa này thì phối ghép cửa tiền một bộ karaoke chỉ ngoài 20 triệu. Bao hay cho anh em về phần nghe nhạc tí tách, mềm mại, sâu lắng và hát karaoke cũng thoải mái anh em nhá. Ok. Về giá của cặp loa, những cặp loa GZX 115 ngày hôm nay Miu tiếp thị giới thiệu tới anh em thì Miu xin phép đưa ra mức giá tốt nhất để anh em đầu tư. Hiện Miu là bán với số lượng lớn nên là cũng muốn đưa ra mức giá hợp tình hợp lý để bay nhanh nha anh em nha. Giá chỉ còn 12.800.000, giá trên không bao ship anh em nha. Anh em có thể ship gần, ship xe thì mất 100 bạc đôi, ship xa thì 200-300. Anh em mà nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ bên em nhá. Giá có lẽ thời điểm này là giá tốt nhất để anh em đầu tư âm thanh. Và giá của cửa hàng Hiền Miêu cũng bao tốt nhất thị trường rồi. Trên biển là hai số điện thoại của chúng tôi Miêu. Anh em nhu cầu đầu tư mua liên hệ nhá. Giá chỉ còn 12.800.000, giá trên không bao ship nhưng tặng cho anh em một đôi dây. Giá bán tàu nhanh nên anh em vào kèo chốt đơn liên hệ sớm với em. Còn nữa xin chào anh em.